Tiết mục Giáo lý chọn lọc sẽ nối tiếp chương trình với đề tài Tài sản bên trong của mọi người đều giống nhau. Tốc độ của thế giới này rất chậm chạp, cho nên có nhiều lúc quý vị không có kiên nhẫn là như vậy. Không phải tính khí của quý vị không tốt, mà là thế giới này thật đáng chán. Làm điều gì cũng nhiều khó khăn, rất nhiều chỗ không hợp ý, thành quả lại chậm chạp, bây giờ tương đối nhanh hơn rồi. Nhưng vẫn còn chậm chạp, có những lúc chúng ta là những người chủ khá hoặc một vị giám đốc khá thông minh, nhưng lại có những người dưới quyền hoặc những nhân viên không đủ thông minh, hoặc không hợp tác khiến cho chúng ta nhức đầu mỗi ngày. Rồi người ta nói tính tình người ấy không tốt, sự thật không phải vậy. Rất có thể họ thông minh hơn, làm việc tận tâm, nhanh chóng hơn, nhưng những người xung quanh phối hợp không được, theo không kịp, nên họ cảm thấy buồn, uổng phí rất nhiều lực lượng và thời gian của họ. Thời gian lãng phí ấy lẽ ra có thể dùng vào việc khác, sức lực phí phạm ấy có thể dùng để giúp đỡ những người khác. Cho nên sống vào thế giới này phải có rất nhiều dũng cảm và lòng nhẫn nại. Sư phụ hiểu rõ nỗi lòng của quý vị. Nếu đứng ở cương vị một người chủ, hoặc đảm nhận một phần trách nhiệm, hay giữ một địa vị nào đó trong xã hội, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây có một vị quan lớn ở Đài Loan, là phụ nữ, cô đến gặp sư phụ. Chức vị của bà rất lớn, sư phụ không muốn nhắc đến tên của bà. Bà rơi nước mắt và nói với sư phụ, "Sư phụ ơi, không biết kiếp trước tôi làm điều gì không đúng mà kiếp này làm việc gì cũng gặp chướng ngại, bị quấy nhiễu và rất khó khăn." Sư phụ trả lời, "Vì khó khăn nên mới cần bà làm, nếu dễ dàng thì đã có người khác làm rồi." Đại khái bà hiểu được, dù bà có tài năng và đạo đức, được chính phủ tín nhiệm, được dân chúng tin tưởng, nhưng cũng có rất nhiều nỗi đau buồn. Làm việc không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, không phải là một vị quan lớn là huy hoàng. Họ có những khổ ải mà chúng ta không hiểu rõ. Nhưng có một số người không muốn tu hành. Họ cảm thấy đời sống của họ không đến nỗi tệ. Tranh đua một chút, có quan hệ gì? Sống thêm vài ngàn năm ở thế giới này thì cũng chẳng sao. Sự thật, chúng ta có tu hành hay không đều đã có đạo ở bên trong. Có lực lượng vô thường ở bên trong chúng ta. Quý vị nói công đức của sư phụ vô lượng, thì công đức của quý vị càng vô lượng hơn, bởi vì tài sản bên trong của chúng ta đều giống nhau. Sư phụ không biết phải dùng cách nào để chứng minh, nhưng điều này sư phụ biết thật rõ ràng. Chỉ vì cách dùng của chúng ta khác nhau, cho nên mỗi người đều khác nhau. Không phải sư phụ muốn quảng cáo pháp môn Quán Âm này, chỉ vì đồng tu sau khi tu tập, cảm thấy sự lợi ích bất khả tư nghị của pháp môn. Rồi nghĩ rằng có thể người khác cũng thích, cho nên mọi người mới đem cống hiến pháp môn này ra. Nếu không, thời xưa, nếu muốn đạt được pháp môn này là phải trăm vạn ngàn khổ, phải vượt núi qua sông, phải làm việc cực nhọc với vị minh sư suốt mấy năm, họ mới chịu dạy cho quý vị. Thời đại của chúng ta khác hẳn, cho nên không cần thiết phải làm như thế. Vừa rồi, sư phụ có nói Phật Thích Ca tu như vậy là không được. Một mình ông thì không sao, nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta khác với ông là chúng ta không thể bỏ vợ con của chúng ta. Còn ông có bỏ thì cũng có cả một quốc gia chăm nom, vì ông là hoàng tử mà. Còn chúng ta bỏ thì ai chăm nom họ? Cho nên như vậy không được, không thể theo gương của ông mà làm. Đời sống của chúng ta cũng giống như mọi người trên thế giới vậy. Nhưng trí huệ của chúng ta thì khác hẳn, đó mới hay. Nếu chúng ta tu một cách lạ lùng, khiến cho người khác cảm thấy là mình khác biệt, người ta sẽ sợ hãi. Thời đại này, ai có thể buông bỏ tất cả để ngồi dưới cây bồ đề? Vả lại, cây bồ đề ở Đài Loan rất ít. Nếu mỗi người đều đi tìm gốc bồ đề, thì sẽ ra sao? Thì lại xảy ra chiến tranh rồi. Tốt. Chúng ta không cần phải ngồi dưới gốc cây bồ đề. Chúng ta có thể ngồi dưới mái nhà của mình, mà vẫn có thể khai ngộ. Đệ tử của sư phụ có thể chứng minh điều này. Họ đều là những người tại gia. Có một số người xuất gia, nhưng sư phụ không chú trọng điều này. Xuất gia hay tại gia, sư phụ đều coi như nhau.
chủ yếu là cảnh giới bên trong của quý vị. Tu hành đến mức độ nào, đó mới là điều quan trọng. Không phải quý vị mặc bộ áo bên ngoài khác với người là quan trọng. Tu hành là dựa vào công đức, vào sự cố gắng, vào trí huệ, không phải dựa vào bên ngoài. Từ xưa đến nay, các vị minh sư đều đã giảng qua. Quý vị đọc kinh Pháp Hòa, đều thấy có giảng về việc tu hành pháp môn Quán Âm. Trong kinh có giới thiệu đến Phạm Âm, Hải Triệu Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm, có tiếng sấm, tiếng âm nhạc và rất nhiều thứ tiếng. Ngoài ra còn có ánh sáng, kim sắc, kim quang, hoàng sắc, hoàng quang, bạch sắc, bạch quang, đều có giới thiệu đến. Vừa rồi, Trang Tử cũng giới thiệu qua trong sách. Ngoài ra trong Thánh Kinh còn dạng đến, tiếng nói của Thượng Đế giống như tiếng sấm, tiếng nước biển. Lúc Thượng Đế xuất hiện giống như một khói lửa lớn, rất chói sáng, vân vân. Tất cả đều có nói đến. Cho nên Sư Phụ nói với mọi người, trọng điểm là chúng ta tu pháp môn Quán Âm, thì thực sự sẽ đạt được lợi ích, không phải chỉ riêng cho mình, mà còn cho quốc gia. Sau đó, còn tịnh hóa thế giới của chúng ta. Không có một thời đại nào giống như thời đại này. Có nhiều người tu pháp môn Quán Âm như vậy. Cho nên quý vị thấy, thế giới của chúng ta càng lúc càng tốt. Ngay cả những chủ nghĩa cứng rắn cuồng bạo cũng đã bị lật đổ. Chúng ta không cần phải đánh nhau. Trước đây, điều chúng ta sợ nhất là sự xung đột giữa các chủ nghĩa. Sợ những quốc gia giàu mạnh khác chủ nghĩa cùng nhau phá hoại thế giới của chúng ta. Họ chỉ cần nhấn mấy cái nút là cả thế giới đều tiêu tan. Thật sợ hãi, phải không? Mấy năm trước đây, quả thật chúng ta lo sợ nhiều, nhưng bây giờ tương đối an tâm hơn. Dường như thế giới gần đi đến hòa bình rồi. Chúng ta không cần phải nhìn đâu xa. Chúng ta thấy cuộc sống ở Đài Loan ngày nay tương đối thoải mái hơn so với lúc đầu Sư Phụ mới tới. Sư Phụ có cảm giác như vậy, có phải không? Sư Phụ không đọc báo chí, không xem truyền hình, nhưng Sư Phụ có cảm giác như thế. Ngoài ra ở Đại Lục, cũng mỗi lúc một khá hơn, không phải khá như chúng ta mong muốn. Nhưng so với trước đây thì đã khá nhiều rồi, hãy từ từ mà.